Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lý Lê. Và ngày hôm nay thì Lý Lê xin chia sẻ với các bạn, đây là một chiếc xe Accent. Và để mà có một cái bộ thảm sàn không ưng ý thì khi mà chúng ta đi xe thì xe của chúng ta nó rất là hôi và nó không được đẹp. Và ngày hôm nay thì bên mình đang vừa lột bỏ ra một bộ thảm sàn của anh ấy. Đây là bộ thảm sàn cũ. Và đây bên mình đang hôm nay là đã thi công một bộ thảm sàn Kata. Vâng, với một cái bộ thảm sàn trước anh sử dụng thì anh đi nó sẽ bị trơn và vệ sinh nó rất là khó. Và anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều và hôm nay anh quyết định lắp một bộ thảm sàn Kata cho chiếc xe của anh ấy. Đây ạ, và chúng tôi đang chuẩn bị thi công cho chiếc thảm sàn, bộ thảm sàn. Thông thường thì với một cái bộ thảm sàn bình thường ấy thì là các bạn sẽ cắt hoặc là nó đã sản xuất rồi. Như riêng cái bộ thảm sàn Kata như các bạn đã thấy đây, nó sẽ sản xuất theo form xe. Và đây là một miếng lái, thảm lái, khi mà thợ kỹ thuật chỉ việc đặt vào là xong thôi. Nó sẽ may theo từng số đo rồi, nó chính xác đến từng mm. Nên là các bạn chỉ việc lắp đặt vào là xong thôi, rất là tiện lợi. Và đối với những cái bộ thảm này thì xe nào cũng có thể lắp đặt được. Chúng tôi đã máy theo form xe rồi. Đây, và như các bạn đã thấy đây, đặt vào một cái nào nó vừa khít, chính xác đến từng cm luôn. Một bộ thảm này thì khi các bạn vệ sinh nó rất là dễ, đi lại thì không bao giờ bị xê dịch và trơn trượt. Cùng với đó nó rất phù hợp với những chị em chúng ta nếu đi giày không bị trơn trượt. Các bạn cũng để ý rồi, có một số những cái dòng thảm khi mà các bạn lên xe thì nó rất là hay bị trơn trượt vì cái độ thảm nó không ôm và cái độ trơn trượt nó bị xê dịch. Thì đối với những cái dòng thảm Kata này, nó sẽ là một cái sản phẩm tuyệt đối không bao giờ bị xê dịch cho chúng ta. Và cái độ bền của nó, và đây như chúng ta đã thấy, một bộ thảm sản xuất thì nó sẽ có từng miếng một đây. Cái này nó là thảm nhựa cao su của Thái Lan nhé, cho nên là các bạn đi nó sẽ rất là đây ạ. Vâng, và đây là các bạn ấy đang thi công một miếng thảm bên chân phụ. Rồi. Đây đây, dưới này ạ, ở dưới đó. Rồi anh cứ làm đi. Đấy, rất là đẹp. Phẳng phiu đến từng mm luôn. Với một bộ thảm như thế này thì các bạn đi các bạn không phải lo lắng gì. Đây. Vâng, dòng nào thì đối với những bộ xe nào thì lắp được những bộ thảm này, xin thưa với các bạn là tất cả các cái dòng xe chúng tôi đều lắp đặt được, kể cả là những cái dòng xe cao cấp nhập khẩu về mà không phải tháo ghế ra, thì đây là một cái bộ thảm tuyệt vời cho dành cho lựa chọn cho xe của chúng ta. Và khi mà các bạn chỉ cần báo đời xe, đó các bạn nhìn nó phẳng phiu đến từng chi tiết luôn. Các bạn chỉ cần báo đời xe và sản xuất năm bao nhiêu là 30 phút sau là các bạn sẽ có một bộ thảm như ý. Và với độ bền rất là cao, độ bền những bộ thảm này lên đến 10 năm, cho nên các bạn yên tâm mà sử dụng ạ. Rất là đẹp, vừa khít đến từng chi tiết luôn. Đây như các bạn nhìn thấy, đấy,
thoải mái, rất đẹp và sạch, vệ sinh rất là dễ. Và xong rồi đấy anh ạ, chỉ cần 5 phút, không đến 5 phút là các bạn có thể lắp đặt xong một bộ thảm để cho chiếc xe của các bạn sằng phiu và rất là đẹp. Giờ đây thì các bạn không phải lo lắng về cái việc mà khó vệ sinh hoặc là trơn trượt cho bộ xe của các bạn nữa nhé. Rất là tuyệt vời. Và trên thị trường thì có rất nhiều loại thảm tùy từng nhu cầu, mục đích mà các bạn sử dụng. Đối với những bộ thảm da thì nó sang trọng hơn và nó dày hơn. Tuy nhiên thì với một số những dòng xe mà các anh không muốn là nó quá dày ở trong xe mình, hoặc là thích đơn giản sang trọng, thì các bạn sẽ lựa chọn cái bộ thảm này nhé. Và vừa rồi là mình đã chia sẻ về cái bộ thảm sàn Kata mà bên nội thất ô tô Hưng Thịnh của mình lắp đặt. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa thì hãy chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê bên dưới. Hãy nhấn vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.